Thời gian qua, tình hình cháy nổ tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thực trạng này đòi hỏi người dân phải coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 cơ sở thuộc loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn có nguy cơ cháy nổ. Để chủ động phòng cháy chữa cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Công an tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, xây dựng thêm các điểm chữa cháy công cộng, đặt các điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ ngách nhỏ tập trung đông dân cư mà xe chữa cháy không tiếp cận được. Các cơ sở kinh doanh nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nói chung thì chúng tôi có một số khuyến cáo sau đây. Thứ nhất là đối với tất cả người dân thì chúng ta sẽ nên trang bị mỗi hộ gia đình tối thiểu một bình chữa cháy để khi mà có sự cố xảy ra chúng ta có phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt ngay được đám cháy để không cho đám cháy nó phát triển lớn. Và cái thứ hai là đối với các hộ kinh doanh thì hãy tham gia các tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy và họ phải lắp đặt các hệ thống mà chuông báo cháy và nếu có điều kiện thì lắp thêm các hệ thống mà báo cháy khói để khi mà có sự cố mà cháy nó xảy ra thì có thể là báo động cho người dân. Ví dụ có thể là đang ngủ chuông kêu lên thì người dân có thể biết thức dậy và sẽ thoát nạn ra ngoài một cách an toàn. Và bấm chuông báo cháy thì tất cả các hộ dân mà tham gia tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy người ta sẽ biết và người ta sẽ đến quy tập lại và cùng tham gia chữa cháy thì đạt cái hiệu quả chữa cháy nó sẽ rất là nhanh. Công an đã phát huy hiệu quả của các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, đặt các điểm chữa cháy công cộng là khu vực các ngõ ngách nhỏ tập trung đông dân cư mà xe chữa cháy không tiếp cận được. Đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống cháy nổ.